xót xa hình ảnh người mẹ chắp tay quỳ trước biển và câu chuyện đằng sau khiến ai nấy đau lòng. Trên bờ cát dài lặng lẽ, một người phụ nữ đang quỳ trước những con sóng lớn, trong lòng có lẽ còn lạnh lẽo hơn cả đáy đại dương khi đứa con thơ của mẹ đã mất tích 4 ngày liền mà không có thêm một tin tức nào mới. Được biết đứa trẻ bé bỏng ấy có dấu hiệu tăng động giảm chú ý, hàng ngày đến trường em cũng rất được các cô quan tâm và chăm sóc. Nhưng do ngày nghỉ, các cô lại nhận giữ trẻ tại nhà riêng. Chỉ vì một phút lơ là trong giờ ngủ trưa, em đã rời khỏi nhà và đi lang thang một mình về phía biển, cách đó chỉ vài trăm mét. Sau nhiều giờ tìm kiếm, ngay sau đó, người ta đã tìm thấy một chiếc dép của em nằm bơ vơ trên bãi cát thuộc khu vực bờ biển của tổ dân phố Hải Vân. Nhận được tin báo, rất nhiều đội cứu nạn cứu hộ, những nhà hảo tâm tình nguyện, bộ đội biên phòng đã chia nhau ra tìm kiếm trên khắp các vùng biển rộng lớn. Mọi người tìm từ khi trời đổ mưa lất phất cho đến khi nắng cay gắt trên đỉnh đầu, tìm miệt mài trong buổi đêm tối muộn cho đến khi trời sáng rõ mặt người. Nhưng 96 giờ trôi qua rồi mà tin tức về em vẫn mơ hồ không dấu vết. 96 giờ dài đằng đẵng. Mỗi giây mỗi phút chưa bao giờ người mẹ vẫn thôi đau nhói trong tim, lòng thấp thỏm nửa hy vọng, nửa lại như muốn buông xuôi. Không biết người mẹ ấy đã quỳ được bao lâu trên bờ biển, không biết người mẹ ấy đã lạy bao nhiêu cái để cầu mong hai chữ bình an cho con mình. Và cũng không ai biết trong lòng người mẹ ấy đã đau đớn đến nhường nào khi con mình vẫn còn bạc vô âm tín. Đầu gối người mẹ đã thâm tím lại, nước mắt cũng cạn dần, chỉ mong sao em sẽ sớm trở về với mẹ. Nhiều người xem qua đoạn clip cũng không khỏi xót xa trước câu chuyện của người mẹ. Ai ai cũng gửi những lời cầu mong một tin tức tốt lành sẽ đến trong nay mai. Một vài chia sẻ được mọi người để lại. Mong con chỉ đi lạc đâu đó trên bờ thôi chứ không phải nơi biển lớn. Mang nặng đẻ đau, nuôi con khôn lớn. Trước tình cảnh này ai mà không xót, không đau cơ chứ. Mong rằng phép màu sẽ đến với bé và gia đình. Chỉ mong rằng con mãi chơi, con chơi đâu đó thôi rồi con lại về với mẹ con nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.